Thưa quý vị, chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Đào, 51 tuổi cho biết, chị ruột của mình là bà Nguyễn Thị Ngọt, 58 tuổi, rời nhà ở ấp Mỹ Hòa 4, thuộc xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 10 ngày trước, rồi mất liên lạc từ đó. Dù gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi, cũng như đăng tin cầu cứu cộng đồng mạng, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào, khiến cả nhà ai nấy đều lo lắng. Bà Nguyễn Thị Đào cho biết khi đi, bà Ngọt mặc quần thun xanh, áo thun bông màu đỏ. Lúc chị mình ra khỏi nhà, bà Đào cứ tưởng là đi vệ sinh hay đâu đó. Chờ mãi không thấy chị vào mới biết là chị đã bỏ đi, gia đình tìm xung quanh mà không thấy. Bà Nguyễn Thị Đào tâm sự từ ngày chị gái mình đi tới giờ, gia đình vô cùng lo lắng, không ăn ngủ được, không biết có chuyện gì xảy ra với chị mình không vì chị chưa bao giờ xa người thân lâu đến thế. Theo lời kể của gia đình, suốt mấy chục năm nay, bà Nguyễn Thị Ngọt bị bệnh tâm thần sau biến cố tình cảm thời trẻ. Kể từ đó, tinh thần bất ổn, bà lầm lì, ít nói và không tỉnh táo. Vì thương chị nên bà Nguyễn Thị Đào không đưa chị vào viện tâm thần mà để ở nhà để tiện chăm sóc. Nhiều lần trước đó, bà Ngọt cũng rời khỏi nhà, tuy nhiên chỉ vài tiếng sau là gia đình tìm thấy. Gia đình cho biết đây là lần đầu bà mất tích lâu đến như vậy. Những ngày qua, anh Nguyễn Chí Khang, 23 tuổi, là con bà Nguyễn Thị Đào cũng liên lạc đăng tin lên mạng xã hội để tìm dì của mình, song vẫn chưa có tin tức. Cháu trai hy vọng sớm tìm được dì để mẹ và gia đình không phải lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Gia đình bà Nguyễn Thị Đào mong muốn ai có tin tức của bà Nguyễn Thị Ngọt vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại 0962-039-640 gặp bà Đào. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.